Israel có thể sẽ phải căng mình cùng lúc chiến đấu với 5 đối thủ. Nếu Israel tấn công trên bộ, giải Gaza sẽ rơi vào viễn cảnh nghiệt ngã. Quân đội Israel nghi Hamas đang giấu các con tin dưới lòng đất. Ngôi làng Israel trở thành nơi hoang phế sau khi bị lực lượng Hamas đột kích. Xin kính chào quý khán giả. Thùy Trang rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng nhất, mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Mời quý khán giả cùng theo dõi những nội dung chi tiết ngay sau đây. Cuộc xung đột giữa Israel và tổ chức vũ trang Palestine Hamas đang ngày càng trở nên căng thẳng. Ngày 11 tháng 10, lực lượng phòng vệ Israel IDF thông báo đã ghi nhận các cuộc pháo kích ở phía bắc đất nước từ nhóm vũ trang người Shia là Hezbollah của Liban. Ngoài ra, một cuộc tấn công khác đã được phát động từ Syria khiến IDF phải tập trung đối phó. Trước những diễn biến này, tờ Bild của Đức nhận định rằng trong trường hợp cuộc xung đột giữa Israel và Hamas leo thang cả về cấp độ lẫn quy mô, Tel Aviv thậm chí có thể phải đối mặt với cuộc chiến trên 5 mặt trận với Hamas ở giải Gaza. Lực lượng Palestine ở bờ Tây sông Jordan, lực lượng Hezbollah ở Liban cũng như với Iran, Syria. Ngoài hai quốc gia đối địch vốn có lực lượng quân sự tương đương với Israel, các nhóm vũ trang Palestine và Liban cũng có thực lực quân sự không hề tầm thường. Thậm chí lực lượng Hezbollah có sức mạnh không kém gì quân đội của một quốc gia. Hezbollah được coi là có thực lực mạnh không kém một quân đội chính quy. Hiện tại, lực lượng vũ trang người Shia Hezbollah ở Liban đang thu hút sự chú ý đặc biệt của các nhà phân tích quân sự bởi số lượng tên lửa đất đối đất cực lớn mà họ đang sở hữu. Dữ liệu từ một số nguồn tin không chính thức cho biết, nhóm quân sự Hồi giáo sở hữu tới hàng ngàn quả tên lửa đất đối đất tầm ngắn đến tầm trung, chưa kể đến hàng vạn quả rocket. Hezbollah chắc chắn đã được trang bị tên lửa đạn đạo Scud B từ thời Liên Xô và Fateh 110 hiện đại của Iran, trong đó Scud B-17 đã được sử dụng rộng rãi trong các cuộc xung đột quân sự, chủ yếu ở Trung Đông kể từ những năm 70 của thế kỷ trước. Hôm ngày 9 tháng 10, quan chức cấp cao Hamas, ông Ali Barake cũng đã nói rằng các đồng minh Iran và lực lượng Hezbollah ở Liban sẽ tham chiến nếu Gaza đối mặt một cuộc chiến hủy diệt. Ông Barake cho biết họ sẽ không ngồi yên, Israel biết họ sẽ mở cánh cửa địa ngục nếu tìm cách hủy diệt Gaza và sử dụng những vũ khí phi truyền thống để làm vậy. Ông cho biết Iran và Hezbollah từng hỗ trợ Hamas, nhưng từ sau cuộc xung đột Gaza năm 2014, tổ chức đã tự sản xuất rocket và huấn luyện các tay súng. Tuy nhiên, quan chức Hamas khẳng định các đồng minh như Iran và Hezbollah sẽ tham gia trận chiến nếu Israel tiến hành chiến dịch quy mô lớn nhằm xóa sổ Hamas ở giải Gaza. Israel có khả năng sẽ tiến hành một cuộc tấn công trên bộ vào giải Gaza để đáp trả các cuộc tấn công phối hợp vào hôm 7 tháng 10 của Hamas. Nếu viễn cảnh đó xảy ra thì có nguy cơ làm bùng nổ giao tranh cận chiến tại các khu vực đông dân cư, bao gồm cả trong các đường hầm dưới lòng đất và xung quanh nơi giam giữ các con tin. Tối hôm 9 tháng 10, trong bài phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã so sánh lực lượng Hamas với nhóm nhà nước Hồi giáo IS tự xưng và cho hay Israel có kế hoạch thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn với một lực lượng chưa từng có chống lại Hamas. Khi số người thiệt mạng trong cuộc xung đột tăng lên ở cả hai phía, Israel cho biết đã huy động 300.000 quân dự bị cho chiến dịch thanh kiếm sắt. Chính phủ Tel Aviv cũng cho biết sẽ ngay lập tức cắt nguồn cung cấp nước cho Gaza như một phần của cuộc bao vây toàn diện trên lãnh thổ do Hamas kiểm soát. Chuyên gia tại Viện Chiến tranh Hiện đại thuộc Học viện Quân sự West Point của Mỹ, ông John Spencer dự đoán trên mạng xã hội X rằng tiếp theo Israel sẽ triển khai chiến dịch chung trên không, trên biển, trên bộ, không gian lớn nhất trong lịch sử chống lại Gaza. Trong khi đó, chuyên gia Alexander Greenberg thuộc Viện Chiến lược và An ninh Jerusalem cho biết các cuộc tấn công trước hết sẽ nhắm vào các trung tâm chỉ huy và quân đội của Hamas với hỏa lực từ khắp mọi nơi. Ông nói thêm, cùng lúc đó, bộ binh sẽ đồng thời chuẩn bị tiến vào Gaza. Nếu Israel quyết định làm vậy, viễn cảnh sẽ khá ảm đạm. Cuộc tấn công trên bộ sẽ trở nên phức tạp bởi dân số dày đặc của Gaza, mạng lưới đường hầm chằng chịt dưới lòng đất và mối nguy hiểm mà nó sẽ gây ra cho những người đang bị Hamas bắt làm con tin. Nó sẽ mang lại thương vong nặng nề cho cả hai bên và đặt ra câu hỏi liệu Israel có thể đưa ra chiến lược thoát khỏi cuộc xung đột hay không. Nó cũng sẽ tạo ra những hiệu ứng lan tỏa khắp Trung Đông, gây nguy hiểm cho mối quan hệ hữu nghị mong manh của quốc gia Do Thái với các nước láng giềng Ả Rập và làm tăng nguy cơ xung đột leo thang thành một cuộc chiến khu vực rộng lớn hơn. Khi hình dung về cuộc tấn công trên bộ tiềm năng vào khu vực này, chuyên gia tại Viện Chiến lược và An ninh Jerusalem (GESS), ông Alexander Greenberg cho biết các cuộc tấn công trước hết sẽ nhắm vào các trung tâm chỉ huy và quân đội của Hamas với hỏa lực đến từ khắp mọi nơi, đồng thời quân đội sẽ chuẩn bị tiến vào Gaza. Ông cho rằng cuộc chiến đô thị như vậy sẽ buộc các chiến binh phải chiến đấu tay đôi, giảm tầm nhìn, tăng nguy cơ mắc bẫy, làm mờ ranh giới giữa dân thường và binh lính và khiến xe bọc thép trở nên vô dụng. Cựu sĩ quan quân đội Anh hiện là nhà phân tích của công ty tình báo tư nhân James. Ông Andrew Galler cho biết, chiến đấu trong thành phố là chiến trường 360 độ vì các mối đe dọa có thể ở xung quanh bạn.
việc di chuyển từ ngôi nhà này sang ngôi nhà khác để rà soát các cạm bẫy tiềm năng, đồng nghĩa với việc cử các chuyên gia xử lý bom mìn với các thiết bị cồng kềnh như thang, dây thừng với chất nổ, và tất cả các hoạt động chuyên môn của họ đều diễn ra trong bóng tối với hỏa lực ngay trên đầu. Ông Andrew Galler chỉ ra rằng việc sử dụng pháo binh có thể khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn, vì mặc dù nó có thể hạ gục một số quân phòng thủ, nhưng đống đổ nát lại giúp họ ẩn náu, gây khó khăn trong nhận thức tình huống và hoạt động tấn công. Khoảng 2,3 triệu cư dân ở Gaza đã sống dưới phong tỏa của Israel kể từ năm 2007. Mạng lưới đường phố chật hẹp đông đúc ở đây được nhân đôi dưới lòng đất với một mạng lưới đường hầm dày đặc được quân đội Israel gọi là Gaza dưới lòng đất. Khu vực biên giới dài 14 km của Gaza với Ai Cập từng có hàng trăm đường hầm được sử dụng để đưa các tay súng vào và ra khỏi đây, cũng như vận chuyển vũ khí và các loại hàng lậu khác. Mặc dù nhiều đường hầm hiện đã bị phá hủy, nhưng kể từ năm 2014, Hamas đã rót hàng triệu đô la Mỹ vào việc xây dựng những con đường hầm để đi vòng quanh lãnh thổ mà họ kiểm soát. Một số đường hầm sâu tới 30-40 mét dưới mặt đất cho phép phiến quân thay đổi vị trí để tránh nguy cơ bị tấn công. Các khẩu đội tên lửa được bố trí cách mặt đất chỉ vài mét có thể được để lộ ra bằng cửa sập trong khoảng thời gian đủ để bắn một loạt đạn. Quân đội và tình báo Israel chắc chắn biết về một phần của mạng lưới hầm ngầm và đã bắn phá dữ dội các cứ điểm dưới lòng đất mà họ phát hiện được vào năm 2021. Tuy nhiên, các phần khác vẫn được giữ bí mật. Chúng sẽ khiến bất kỳ hoạt động trên bộ nào của quân IDF ở Gaza trở nên khó khăn hơn. Giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu SOFAN có trụ sở tại New York, ông Colin Clarke cho biết Hamas thuộc lòng đường hầm của mình. Một số đường hầm có lẽ là những chiếc bẫy nguy hiểm. Việc chuẩn bị chiến đấu ở địa hình như vậy sẽ cần đến thông tin tình báo sâu rộng mà người Israel có thể không có. Ông Greenberg tại tổ chức tư vấn GESS cho biết giao tranh dưới lòng đất chắc chắn sẽ mang lại lợi thế chiến thuật lớn cho lực lượng phòng thủ Hamas và ban lãnh đạo của họ, mặc dù các công nghệ như robot có thể có lợi cho lực lượng tấn công. Ông Greenberg nói mọi người đều biết sẽ còn lâu dài, khó khăn và có rất nhiều tổn thất. Việc hàng chục con tin mà Hamas bắt giữ vào cuối tuần qua càng gây thêm rắc rối cho IDF. Chuyên gia Sylvaine Poulet nghiên cứu về Israel tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp CNRS nhận định rằng người dân Israel sẽ không tha thứ nếu mạng sống của con tin không phải là ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, chuyên gia Kobe Michael tại tổ chức nghiên cứu INSS có trụ sở tại Tel Aviv cho rằng chính phủ hiện nay khó đàm phán về vấn đề này. Hôm 9 tháng 10, một quan chức Hamas có trụ sở tại Qatar cũng cho biết hiện tại không có cơ hội đàm phán về vấn đề tù nhân hay bất cứ điều gì khác. Từ khi xung đột nổ ra hôm 7 tháng 10, Hamas tuyên bố đã bắt giữ hơn 100 con tin từ Israel. Những con tin trong tay Hamas đang làm phức tạp thêm tính toán của Israel trong kế hoạch quân sự để đáp trả lực lượng này ở dải Gaza. Ngày 11 tháng 10, phát ngôn viên lực lượng phòng vệ Israel IDF, Trung tá Jonathan Conricus cho rằng Hamas có thể đang giam các con tin dưới lòng đất để tránh tình báo Israel phát hiện. Trung tá Jonathan Conricus nói, Hamas đã lên kế hoạch tiến hành cuộc tấn công và dự định bắt con tin, nên họ đã tính toán trước địa điểm che giấu con tin khỏi tình báo Israel, cũng như các nỗ lực giải cứu. Chúng tôi suy luận rằng con tin đang ở dưới lòng đất. Theo ông Conricus, tình hình hiện nay là chủ đề cực kỳ nhạy cảm và phức tạp. Israel đã có một số kinh nghiệm về tình huống con tin bị bắt cóc, nhưng họ chưa từng xử lý trường hợp nào với phạm vi, mức độ và sự phức tạp như hiện nay. Khi được hỏi liệu có phải Israel sắp mở cuộc tấn công trên bộ, Conricus cho biết ông sẽ không thông báo về lịch trình hoặc ý định của Israel trong cuộc xung đột này. Phát ngôn viên IDF cho biết, điều cần làm là phải loại bỏ toàn bộ năng lực quân sự của Hamas. Điều đó sẽ xảy ra như thế nào, bằng phương tiện và chiến thuật gì, đó là chuyện trong vài ngày tới, có thể hơn thế. Hiện tại, nhiều gia đình Israel đang ngồi trên lửa khi có người thân bị Hamas bắt làm con tin. Omer là cậu con trai 21 tuổi của bà Shelly Semtoff, bị bắt khi tham gia buổi nhạc hội tối 7 tháng 10, thời điểm phong trào kháng chiến Hồi giáo Hamas bất ngờ tấn công Israel. Theo báo Washington Post, cha mẹ của Omer bất lực khi định vị điện thoại của cậu cho thấy vị trí đang ở dải Gaza. Nhà bà Semtoff hiện đang tập hợp hàng chục họ hàng và bạn bè, họ cùng nhau tìm kiếm mọi thông tin mang lại cho họ hy vọng. Ngày 9 tháng 10, hàng chục tình nguyện viên với laptop và điện thoại di động đã gửi tin nhắn và tìm kiếm trên mạng xã hội. Họ gần như lùng sục cả thế giới để tìm kiếm những thông tin mà chính phủ Israel không thể cung cấp. Bà Semtoff vừa nói vừa khóc, không ai liên hệ với chúng tôi, không ai nói với chúng tôi điều gì cả. Nhóm của bà hiện đã tạo một kênh trên WhatsApp với 500 thành viên từ các gia đình có người thân được cho là bị Hamas bắt giữ. Trong khi đó, cô Adfa Ada đang cố hy vọng rằng người bà Jaffa Ada, 85 tuổi của cô sẽ trở về nhà. Bà Ada sống tại khu định cư Nios, chỉ cách vài km từ biên giới dải Gaza. Lần cuối bà liên lạc với gia đình là vào lúc 9 giờ sáng ngày 7 tháng 10 giờ địa phương. Bà Ada nhắn, có khủng bố trên đường. Gia đình bà Ada không hiểu chuyện gì xảy ra cho đến khi xem thấy một video ghi lại hình ảnh bà được chở qua biên giới Gaza trên chính chiếc xe chơi golf của mình. Bà Ada có bệnh tim, phổi và phải dùng thuốc để giảm bớt các cơn đau mãn tính. Cô Adva Ada nói, không có thuốc, mỗi giờ trôi qua đối với bà là ác mộng. Trước đó, quan chức Israel nói rằng Hamas đang giữ khoảng 150 con tin. Hamas cũng bày tỏ ý định dùng con tin để đầu lấy tù nhân Palestine đang bị Israel giam giữ. Theo Al Jazeera, 5.200 người Palestine đang bị Israel giam,
Tuy nhiên, hôm 11 tháng 10, quan chức cấp cao của Hamas, ông Izzat Al-Rissel, nói rằng còn quá sớm để tiến hành việc trao đổi. Ông Al-Rissel nói, chúng tôi sẽ chỉ thảo luận về vấn đề này khi Israel chấm dứt cuộc tấn công nhằm vào người dân của chúng tôi. Ông cũng phủ nhận Hamas có bất kỳ sự giúp đỡ nào từ Iran hay Hezbollah trong việc lên kế hoạch và thực hiện cuộc tấn công bất ngờ, quy mô lớn vào Israel. Ông nói, hoạt động này 100% của Hamas. Sau khi Hamas đột kích, ngôi làng Kafa Azad ở miền nam Israel, ngay sát biên giới với dải Gaza, đã trở thành nơi hoang phế, nhiều người dân thiệt mạng, những dấu vết giao tranh hiện diện khắp nơi. Đây là một trong những ngôi làng đầu tiên mà các tay súng Hamas tràn vào khi mở đợt tấn công quy mô chưa từng có trong lãnh thổ Israel sáng ngày 7 tháng 10. Sau 2 ngày rưỡi giao tranh ác liệt với Hamas, các đơn vị quân đội Israel mới có thể giành lại kiểm soát ngôi làng. Ngày 10 tháng 10, họ cho phép các phóng viên tới đây để chứng kiến hậu quả từ cuộc đột kích của Hamas. Ở đầu làng, một nhóm lính Israel nấp dưới mương cạn, chĩa súng về phía sườn núi phía xa, nơi tiếng súng máy vẫn dồn dập vang vọng lại. Với những tiếng nổ không dứt và vô số cột khói đen bốc lên từ phía dải Gaza, cách đó gần 2 km, trận chiến còn lâu mới kết thúc. Làng Kafa Aja có khoảng 400 người dân, là một trong những khu định cư nằm gần nhất với hàng rào biên giới giữa Israel và Gaza. Sau trận chiến, nhiều ngôi nhà trong làng bị đốt cháy, hàng loạt ô tô bị phá hủy hoàn toàn. Sau cuộc càn quét kinh hoàng của lực lượng Hamas, rất nhiều người dân làng Kafa Aja đã thiệt mạng. Sự việc diễn ra bất ngờ tới mức, trong một căn bếp, những tách cà phê vẫn còn đầy, nằm ngay ngắn trên bàn từ buổi sáng định mệnh đó. Thiếu tướng Israel Verup là người chỉ huy chiến dịch phòng thủ quy mô lớn mà quân đội Israel triển khai sau khi bị Hamas tấn công bất ngờ. Ông đáng lẽ đã nghỉ hưu vào thời điểm nhận được tin tức rằng các ngôi làng ở miền nam đất nước đã bị Hamas tấn công ngay sau bình minh ngày 7 tháng 10. 9 giờ sáng hôm đó, ông đã dẫn quân tới làng này và chiến đấu ở đây suốt 3 ngày, chứng kiến những cảnh tượng tồi tệ mà ông chưa từng nhìn thấy trong suốt 40 năm binh nghiệp. Ông cho biết, tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì như thế, không thể nào tưởng tượng ra được. Hàng rào thép ở mặt hướng về phía dải Gaza của làng đã bị phá, dường như bằng thuốc nổ. Đây có vẻ là nơi các tay súng Hamas đã tràn vào làng. Giờ đây, các binh lính Israel đang cố gắng tìm hiểu cuộc tấn công đã diễn ra như thế nào khi phân tích vết đạn ghim vào tường và trên các bãi cỏ, vỉa hè. Có một chiếc dù lượn mà các chiến binh Hamas dùng để đổ bộ từ trên cao xuống làng, rơi gần trạm xe buýt. Chiếc xe máy của Hamas đổ nghiêng gần một xe bán tải với cửa kính vỡ vụn, đèn khẩn cấp vẫn nhấp nháy. Thiếu tướng Verup cho biết, khi nhận thấy bị tấn công, đội tự vệ của làng gồm các cư dân được trang bị súng đã tập trung về rìa làng phía Tây. Đội tự vệ đã chiến đấu, nhưng nhiều người trong số họ không sống sót. Hầu hết phương tiện trong bãi đậu xe đều bị hư hỏng nặng, chi chít lỗ đạn trên thân xe và kính lái. Các tay súng Hamas dường như đã lùng sục trong bãi đỗ, tìm kiếm những ô tô có thể dùng được để đưa con tin về dải Gaza, một người lính nói. Một đơn vị phục vụ tang lễ của quân đội lặng lẽ bước qua đống đổ nát để thu gom thi thể dân thường nằm rải rác trong làng. Họ tập hợp các túi đựng thi thể màu đen dưới bóng cây rồi chuyển lên thùng xe tải. Ở lối vào làng, nhóm tình nguyện viên đeo găng tay cao su và mặc áo bảo hộ chờ đợi để đảm bảo rằng tất cả thi thể đều đã được thu thập. Vẫn có khả năng có người sống sót ẩn nấp dưới các căn hầm, nhưng binh sĩ Israel chưa thể kiểm tra hết từng ngôi nhà. Phía sau một ngôi nhà, người ta tìm thấy thi thể người phụ nữ đi chân trần, mặc quần đỏ. Cách đó không xa, người đàn ông mặc quần sót bị bắn gục cạnh đường ống nước. Theo Thiếu tướng Verup, quá trình rà soát diễn ra khá chậm chạp bởi các binh sĩ phải đề phòng nguy cơ đối phương cài bẫy nổ. Khi các phóng viên đến gần một túp lều đổ sập, một lính Israel hét lên, có lựu đạn ở đó, lùi lại. Hai đoàn xe chở quân nối đuôi nhau tiến vào khu làng. Một chiếc xe tăng ầm ầm chạy ngang qua, những cỗ máy nông nghiệp nằm im lìm ở dưới cánh đồng. Israel đang cố gắng củng cố phòng thủ tại đây. Ngày 10 tháng 10, quân đội Israel cho biết họ tin khu vực này đã an toàn và họ đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công lớn nhằm vào Hamas. Chứng kiến những điều khủng khiếp xảy ra tại ngôi làng, Thiếu tướng Verup cho biết ông sẽ không nghỉ hưu nữa. Ông nói, giờ đây chúng tôi sẽ chiến đấu. Nga vốn được xem là cường quốc về tác chiến điện tử và điều này đã gây ra không ít khó khăn cho Ukraine. Theo Viện Rusi Anh, Nga đã đạt được thành công trong việc chặn và giải mã theo thời gian thực các hệ thống bộ đàm được binh sĩ Ukraine sử dụng rộng rãi. Điều này giúp Nga nắm được các thông tin quan trọng trên chiến trường và có thể ngăn chặn các cuộc tấn công từ Kiev. Ngoài ra, Viện Rusi cho biết Nga đã phá hủy của Ukraine 10.000 UAV mỗi tháng nhờ tác chiến điện tử, công nghệ được mệnh danh là sát thủ vô hình, vì có khả năng đánh chặn hiệu quả vũ khí đối phương mà không cần sử dụng tới một viên đạn. Tuy nhiên mới đây, Phó Thủ tướng Ukraine
Ông Mikhailo Fedorov đã tuyên bố rằng nước này sở hữu công nghệ vô tuyến không thể bị ngăn chặn bởi hoạt động gây nhiễu của Nga. Ông Fedorov mô tả, Himera là một công nghệ độc đáo, hoạt động bất chấp nỗ lực tác chiến điện tử của đối phương. Ông Fedorov nhấn mạnh rằng người Nga không thể ngăn chặn tín hiệu vô tuyến hoặc giải mã nó. Công nghệ này cũng có thể được tích hợp vào hệ thống nhận biết tình huống hoặc được sử dụng làm thiết bị theo dõi GPS để tìm kiếm và sơ tán binh lính. Tháng trước, nhóm kỹ sư Ukraine đã mang công nghệ Himera tới một triển lãm ở Anh. Họ giới thiệu rằng Himera có xác suất bị phát hiện thấp, xác suất bị đánh chặn thấp, mức độ mã hóa, dữ liệu cao và khả năng bảo vệ chống nhiễu liên lạc. Thiết bị sử dụng công nghệ Himera của Ukraine có thời gian sử dụng tối đa 4 ngày. Theo Jurmaiden Press, binh lính Ukraine đã sử dụng chúng trên tiền tuyến. Đại diện phía phát triển của Himera, ông Oleksiy Olinik tiết lộ, toàn bộ các linh kiện để sản xuất thiết bị trên đều có sẵn trên thị trường thương mại. Ông Olinik nhấn mạnh rằng điều này sẽ làm cho thiết bị có giá thành rẻ và dễ sản xuất với số lượng hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn mỗi tháng. Himera được thiết kế để chuyển tiếp tín hiệu. Nó có thể được gắn vào một máy bay không người lái bay lơ lửng trên mặt đất để phi công có thể điều khiển từ xa mà không lo bị gián đoạn đường truyền. Điều này đặc biệt hữu dụng khi Ukraine đang gia tăng sử dụng UAV trên tiền tuyến. Trong những tháng gần đây, Ukraine được cho là đã thực hiện hàng loạt các cuộc tấn công vào sâu bên trong lãnh thổ, cũng như các khu vực biên giới của Nga. Ngày 12 tháng 10, Thống đốc địa phương Vyacheslav Gorakov cho biết, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào vùng Belgorod, Nga lúc sáng sớm cùng ngày đã khiến ít nhất 4 người thương vong. Theo Thống đốc Gorakov, một máy bay không người lái bị lực lượng phòng không đánh chặn lại trên đường tới thủ phủ khu vực. Những mảnh vỡ của thiết bị này đã va vào một số tòa nhà dân cư, gây ra hỏa hoạn. Sự việc khiến một ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn và hai ngôi nhà khác bị hư hại một phần. Ông Gorakov viết trên Telegram rằng, thật không may có thương vong, thi thể của hai người được tìm thấy từ đống đổ nát, một nam và một nữ. Có thể có một đứa trẻ dưới đống đổ nát, chiến dịch giải cứu vẫn tiếp tục. Ngoài ra còn có hai người khác bị thương và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận rằng một máy bay không người lái của Ukraine đã bị phá hủy trên khu vực Belgorod vào khoảng 11 giờ 50 tối ngày 11 tháng 10, nhưng không đề cập đến bất kỳ thiệt hại nào trên mặt đất. Trong bối cảnh xung đột đang diễn ra giữa Moscow và Kiev, vùng Belgorod và các khu vực khác giáp biên giới Ukraine đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công dữ dội bằng pháo binh và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, khiến nhiều dân thường thiệt mạng. Các quan chức Nga cáo buộc Ukraine âm mưu phá hoại các cơ sở hạ tầng quan trọng của nước này, bao gồm cả các nhà máy điện hạt nhân. Ngày 11 tháng 10, một trận động đất mạnh 6,3 độ Richter đã xảy ra ở miền Tây Afghanistan. Chỉ trước đó vài ngày, một trận động đất lớn khác làm hơn 2.000 người Afghanistan thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ báo cáo, trận động đất mới nhất tại Afghanistan vào rạng sáng sớm ngày 11 tháng 10 có độ sâu 9 km. Tâm chấn của trận động đất nằm quanh thủ đô tỉnh Herat, gần biên giới Tây Afghanistan. Sau trận động đất mạnh 6,3 độ Richter hôm ngày 11 tháng 10, Mohammad Reza, một cư dân địa phương nói với tờ New York Times rằng, tôi rất sợ hãi và sốc, bây giờ tôi cảm thấy chóng mặt và buồn nôn. Ông cho biết, ông nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc. Các quan chức Afghanistan vẫn chưa báo cáo thương vong sau trận động đất mới. Trong khi đó, nói về trận động đất hôm 7 tháng 10, nhân chứng Basi Amma kể, ngay từ trận động đất đầu tiên, mọi nhà cửa đều sụp đổ, những người trong nhà đều bị chôn vùi. Có nhiều gia đình bạn bè chúng tôi đến nay vẫn chưa nghe được tin tức gì. Giống như gia đình của ông Amma, tại Herat và nhiều khu vực lân cận, hàng ngàn người những ngày qua vật lộn với việc thiếu nước uống, thực phẩm, thậm chí lâm cảnh màn trời chiếu đất, phải ngủ dưới tán cây trên vỉa hè vì nhà cửa đã bị phá hủy hoặc họ không dám trở về nhà do lo sự dư chấn. Trận động đất hôm 7 tháng 10 đã san bằng toàn bộ ngôi làng ở phía tây Afghanistan và gây ra nhiều dư chấn mạnh, gây thêm thiệt hại. Đến nay, Bộ Y tế Cộng đồng do Taliban điều hành ở nước này đã xác nhận hơn 2.500 trường hợp tử vong ở 21 khu dân cư. Các nhóm nhân đạo lo ngại con số đó sẽ tăng lên khi lực lượng cứu hộ tiếp tục kéo các thi thể ra khỏi đống đổ nát. Hôm 10 tháng 10, Phó Phát ngôn viên Liên Hợp Quốc Farhanha cho biết, quận Sindajan của Herat là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Ông lưu ý 500 người vẫn mất tích và 1.300 người thiệt mạng đã được xác nhận.